Chào mừng mọi người đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe chuyện cực phẩm tiểu nhị của tác giả Lâm Gia Thành. Quyển thứ nhất, mới đến Tửu lâu. Chương 1, tên ăn mày xuất hiện ở Tửu lâu Thiên Lý Hương. Ùm ục. Ùm ục ục. Một trận tiếng động trầm đục truyền đến. Chỉ thấy tại một góc khuất trong ngõ nhỏ, một thiếu niên 14-15 tuổi vô cùng bẩn đứng đó dường như bị tiếng bụng sôi của mình làm cho hoàng hồn thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra hàm răng trắng như tuyết cùng một đôi mắt to đen trắng rõ ràng hắn nhìn quanh lại nghe bụng truyền đến tiếng kêu ục 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 nhịn không được giương bàn tay nhỏ đen thui vỗ vỗ trên bụng thấp giọng phẫn nộ quát ngươi kêu cái gì mới đói một chút xíu ngươi đã kêu ầm ĩ như vậy không phải sẽ khiến mọi người biết ta vì đói quá mà muốn làm trộm sao sau khi thì thào mắng vài câu hắn cau cái mũi nhỏ mắt to linh hoạt chuyển động vài cái ẩn mình vào góc tối trong mái hiên bắt đầu đi tới phố chính phía trước hiện tại là đầu mùa xuân tiết xuân xe lạnh gió thổi qua các khe hở của nhà gỗ vù vù thổi lên người thiếu niên thiếu niên bị gió quạt một trận thân mình run run vài cái hắn nhếch nhếch miệng xoa xoa tay dậm chân thời tiết quái quỷ này đúng là không để cho người ta sống mà tốt xấu gì ta cũng là nhân vật chính, tại sao lại ra nông nỗi này? Vươn bàn tay nhỏ tuy rằng đen thui, móng tay lại sạch sẽ, thiếu niên ngước mắt lên, cực kỳ xinh đẹp hất đầu. Ừ, không đến bao lâu nữa, ta lập tức sẽ trở lại thành thiếu niên xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lúc này bụng lại kêu, ủng ục, thiếu niên đang làm ra vẻ đẹp trai vội vàng ôm bụng, ô, bất kể như thế nào, cứ tìm cách lấp đầy bụng rồi nói sau sau khi lẩn vào góc tường thiếu niên thò đầu ra con đường bên ngoài này là một trong những ngã tư đường phồn hoa nhất thành lạc dương tuy rằng bây giờ là buổi sáng cũng đã người đến người đi tiếng giao hàng không ngừng nghỉ thiếu niên xiết quần áo rách trên người thật chặt rụt lại thân mình từ từ đi ra theo bước đi của hắn cặp giày rơm thủng hai lỗ dưới chân lắc lư liên tục hai ngón chân to đen xì xì thỉnh thoảng lại thò ra ngoài cúi đầu chào hỏi mọi người. Mới đi vài bước, ánh mắt đang nhìn xung quanh của thiếu niên dừng lại, mãnh liệt nố nước miếng. Chỉ thấy phía đối diện cách chừng trăm trước, có một tòa lầu gỗ cao hai tầng, ba chữ to, thiên lý hương theo thể chữ lệ, phát ra ánh sáng đen thui mê người trong gió rét. Lại nuốt nước miếng, cặp mắt to của thiếu niên chớp chớp, tửu lâu này ghê gớm thật, ngon miệng thật. Chỉ cần nhìn cái bảng hiệu này là có thể biết ở trong đó nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon nghiêng nước nghiêng thành, vừa có sắc vừa có hương. Đột nhiên, ào ào, một dòng nước miếng trong suốt từ khóe môi của hắn từng giọt từng giọt chảy xuống, sau khi tạo thành một chuỗi dài hoa lệ, sợi chỉ bạc đứt ra, tinh tế rơi trên sàn nhà. Tuy rằng còn sớm, cửa lớn Tửu lâu Thiên Lý Hương cũng mở rộng, người đến người đi. Những người ra ra vào vào này người người mặc lụa là gấm vóc mặt mày hồng hào bụng ăn no căng tròn thiếu niên liếc xéo xem thường hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những người đó một đàn dê béo đáng tiếc đáng tiếc thiếu niên cúi đầu nhìn xiêm y rách mướp của mình bất đắc dĩ thầm nghĩ bộ dạng thế này cũng không có cách nào tiếp cận mấy con dê béo đó đang tìm cách đôi mắt quay tít của thiếu niên chợt ngẩn ngơ sau đó nháy mắt phát ra ánh sáng nóng cháy mấy trăm độ chỉ thấy mắt to đen trắng rõ ràng của hắn trong nháy mắt này đã biến thành một đường cong cong một đường cong cong này bình tĩnh dính trên một người thanh niên thanh niên này mặc tơ lụa màu hồ lan thân hình cao lớn eo nhỏ vai rộng ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ nở một nụ cười lười biếng ào ào lại là một dòng nước miếng tràn ra khóe miệng thiếu niên trợn trừng hai mắt không chớp nhìn thanh niên kia chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của hắn run run, nước mắt dâng trào, tốt quá, một cái đùi gà thật lớn. Chỉ thấy tay trái thanh niên bưng một cái hạp xứ, phái trên bầy một cái đùi gà lớn vàng tươi. Một thanh niên đẹp đẽ quý giá bất phàm như vậy, trong tay lại mang một cái đùi gà, trong nháy mắt, bốn phía có vô số ánh mắt sáng rực nhìn về phía thanh niên kia, xen lẫn trong những ánh mắt này, thiếu niên kia hít mắt thành một đường, cũng có vẻ không đáng chú ý lắm. Tránh ra, tránh ra. Một tiếng kêu phá vỡ sự yên tĩnh, kèm theo tiếng kêu khẽ là tiếng quất roi ngựa xẹt qua không khí, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn khi mọi người tránh ra. Chỉ chốc lát, một cô gái diễm lệ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiếu nữ này ước chừng 15-16 tuổi, ngũ quan mỏng mà tinh xảo, dung nhan cao ngạo. Giờ phút này nàng vừa vung roi, vừa trừng mắt phượng căm tức nhìn thanh niên kia, Lam Hòa lá gan của ngươi thật không nhỏ bổn tiểu thư có lệnh ngươi dám không ra bịch 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 tiếng bước chân vang lên cô gái vọt tới trước mặt lam hòa nàng nổi giận đùng đùng nhìn lam hòa từ trên xuống dưới nhìn thấy cái đùi gà trong hộp xứ trên tay trái hắn thì trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nói bộ dạng không tệ nhưng cũng chỉ là một dân đen mở tửu lâu mà thôi còn dám kiêu ngạo như thế từ sau khi thiếu nữ kia xuất hiện mọi người liền vây quanh bọn họ, chỉ chỉ trò trò. Mà thiếu niên từ khi nhìn đến đùi gà kia, hai mắt liền không thể rời đi. Đôi chân của hắn, trong vô thức đã đến gần Lam Hòa. Tuy rằng hắn đen xì xì giống cục than nướng bánh, trên người lại không có gì đặc biệt, mọi người thấy vậy, cũng không để ý từ khi nào thì bên cạnh nhiều thêm một cục than, bởi vậy hắn chẳng những thuận lợi chen vào trong đám người xem náo nhiệt, còn từ từ chen về phía trước sau khi cô gái diễm lệ nhìn lam hòa chằm chằm kiêu ngạo nói ra những lời này hai hàng lông mày lam hòa cong lên chậm rãi tươi cười hàm răng trắng bóng của hắn nhoáng lên một cái cũng không biết vì sao thiếu niên chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua càng lạnh hơn ba phần cô gái diễm lệ kia đứng mũi chịu xào tên nhãi con tuấn tú mở tửu lâu trước mắt này lại không giữ thể diện cho mình lập tức mày mỏng dựng lên mắt phượng dài nhỏ trợn rừng tay phải vung Đồng thời khẽ kêu, "Ngươi thật to gan." Vút roi ngựa xẹt qua bầu trời, như tia chớp quất xuống khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa, không rõ có phải Lam Hòa không thấy hay sao, mà không hề tránh né, nhìn thẳng về phía roi ngựa đang vung lên kia. Đúng lúc này, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cát bụi ào ào đổ về phía mọi người. Chỉ khoảng nửa khắc, trước mắt mọi người tràn ngập bụi mù màu vàng. Mọi người vội vàng nhắm mắt, Xoa xoa mắt, mà cô gái diễm lệ kia cũng cảm thấy mắt mình đau đớn, roi dài trong tay tự nhiên lệch đi, đồng thời thân thể mềm mại xoay chuyển, đưa lưng về phía bão cát kia. Ngay lúc nàng xoay người, hai mắt lam hòa sáng ngời, Bởi vì hắn thấy rõ ràng, một hòn đá lớn cỡ nắm tay trẻ con vút một tiếng nằm ngay dưới chân thiếu nữ, vừa vặn khiến một nửa bàn chân trái của nàng dẫm lên. Đây là màu hồ lan, đẹp quá chương hai ta là tiểu nhị hậu quả của việc bất ngờ không phòng bị dẫm lên rìa cục đá chính là bùm một tiếng thật lớn chuyển đến vừa vặn lúc này bão cát hơi ổn định mọi người mở mắt ra vừa mở mắt liền nhìn thấy cô gái diễm lệ nhã nhào một cái hoa lệ về phía trước tiếp theo mạnh mẽ phi thân xuống đất tạo thành một tư thế chụp ếch hoàn mỹ a à, một tiếng thét chói tai xé rách trời cao phá tan màng nhĩ của mọi người. Cô gái diễm lệ kia sau khi chụp ếch một cái, người còn chưa đứng lên, tiếng thét chói tai đã truyền ra. Nàng còn có chút bản lĩnh, bởi vậy hai tay khẽ trống trên mặt đất, chuyển thân một cái liền đứng thẳng người. Nào biết đâu rằng, mọi người sau khi thấy cô gái hai mắt đẫm lệ lưng chồng, đều ngẩn ngơ, rồi đồng thời cất tiếng cười to. Chỉ thấy cô gái diễm lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm cực kỳ tinh xảo, chóp mũi cùng dưới khóe miệng còn có cái chán và hai má, đều dính đầy bụi đất. Hơn nữa nước mắt của nàng chảy ra, hai khe rãnh màu xám liền lập tức xuất hiện ở trên mặt nàng. Thiếu nữ này xưa nay hoành hành ngang ngược, mặt mày vênh váo, mọi người đối với nàng đều là giận mà không dám nói gì, hiện tại thấy nàng biêu xấu, làm sao còn có thể không cười. Không ai chú ý tới, đang lúc mọi người cười lớn, duy chỉ có khuôn mặt của thiếu niên ăn mày rất đau khổ hồi lâu rồi không luyện, thủ pháp kém đi nhiều như vậy. Cục đá kia, vốn là muốn đánh vào hạp sứ trên tay trái Lam Hòa, định thừa lúc hỗn loạn lượm cái đùi gà. Nào đâu biết rằng bão cát ở Lạc Dương này uy thế quá lớn, thổi mạnh làm chật hướng, chẳng những không có đụng tới mép hạp sứ, trái lại nhầm lẫn làm cho cô gái kiêu ngạo kia vô ích. Cô gái thấy mọi người bật cười, mày liễu lập tức dựng thẳng, trường tiên, roi dài, trong tay vung lên, quát lớn, gan chó của các ngươi lớn thật. Nào biết đâu rằng, nàng vừa ra vẻ, cho bụi trên mặt lập tức đổ rào rào một trận, làm cho tiếng cười của mọi người càng lớn. Cô gái dậm chân, vung tay phải, sau khi hung hăng cho nha hoàn cẩn thận đến gần mình, vươn tay định đỡ một bạt tai, cũng không có tâm tình giáo huấn người khác nữa, quay đầu liền trở về. Thấy thiếu nữ rời đi, mọi người cũng đều giải tán, thiếu niên cúi đầu, chuẩn bị quay về góc tối của mình. Mới đi vài bước, một đôi chân to xuất hiện ở trước mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rõ ràng nhìn đến gương mặt tuấn mỹ như hoa đào. Sở dĩ như hoa đào, là vì tiểu tử trước mắt này cười đến mắt dính vào lông mày, răng trắng như tuyết phát sáng chói lóa. Thiếu niên vừa thấy người chặn đường là Lam Hòa, hai mắt không khỏi sáng ngời. Đồng thời đầu uốn éo, cực kỳ quyết đoán nhìn chân gà trong tay trái hắn ào ào thiếu niên mạnh mẽ nuốt nước miếng hai mắt lóe sáng lóe sáng trên mặt đã chất đầy nụ cười quyến rũ thì ra lam công tử ngăn tiểu nhân lại chính là đem đùi gà này đưa cho tiểu nhân phải không hai chữ phải không vừa phun ra miệng trước mắt lam hòa nhoáng lên một cái đùi gà kia liền xuất hiện ở trên tay nhỏ bé đen xì xì của thiếu niên mở cái miệng nhỏ nhắn ra liền hung hăng khẽ cắn đùi gà thiếu niên lang thôn hổ ít bắt đầu ăn. Chưa tới hai ba cái, đùi gà vàng tươi mập béo kia, liền chỉ còn lại có một que xương trắng bóng. Tốt lắm, nuốt vào trong bụng, Lam Hòa muốn đổi ý cũng đã không kịp. Thiếu niên tao nhã lau mỡ dính trên tay, sau khi hạnh phúc ở một cái, phong độ hướng Lam Hòa chắp tay, biểu tình nhẹ nhàng thong dong nói, đa tạ ân đức Lam công tử ban thưởng chân gà, tiểu nhân còn có việc gấp, cáo lui trước. Dứt lời, hoa lệ xoay người một cái, co chân liền chuẩn bị chuồn đi. Tửu lâu của ta, thiếu một cái điếm tiểu nhị. Thanh âm của Lam Hòa chậm chậm truyền đến, nháy mắt thiếu niên chạy xa mấy chục thước liền thắng gấp, sau đó lập tức xoay người 180 độ, vèo một tiếng lại xông về trước mặt Lam Hòa. Chỉ thấy hắn bổ nhào quỳ gối trước mặt Lam Hòa, hai tay ôm vạt áo của hắn, hai mắt rưng rưng, lấy biểu tình vô cùng thống khổ lại vô cùng hạnh phúc trầm trọng nói, Tạ Lam công tử ban thưởng tiểu nhân một miếng cơm ăn. Đại ân đại đức của Lam công tử, cuộc đời này của Lạc tiểu y không thể báo đáp, kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của công tử. Lạc tiểu nhất, tên rất hay. Hắn đem tiểu y nghe thành tiểu nhất, Lam Hòa cười dài nhìn Lạc tiểu y, trong mắt tối như mực hiện lên một chút hứng thú quang mang tiểu khất cái này thật to gan, cư nhiên có chủ ý đoạt đùi gà của ta. Đã thế, bản công tử liền cho ngươi hài lòng đẹp ý. Trong lúc lạc tiểu y sừng sốt, chỉ nghe Lam Hòa vui vẻ nói, không cần kiếp sau làm trâu làm ngựa đâu, làm ngay kiếp này đi. Hắn phất tay áo, hoa lệ dẫy khỏi lạc tiểu y tim đang đập loạn nhịp, xoay người hướng thiên lý hương đi đến, vừa đi, hắn vừa hướng thiếu niên khom nửa người, trên mặt cười ngây ngô phía sau nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi làm công tại tửu lâu đi. Bước vào trong tửu lâu, một tên béo thân cao chín thước, vòng eo chí ít có năm thước thịt xuất hiện trước mắt hai người. Trừng lớn hai mắt chớp cũng không chớp nhìn tên siêu siêu béo này, lạc tiểu y cúi đầu cua cua cánh tay và chân nhỏ bé của mình, thầm nghĩ, tốt quá, thân thể thật lớn. Hắc hắc, tên béo này bộ dạng mập như vậy xem ra thiên lý hương này đãi ngộ cũng không tồi lam hòa chỉ chỉ lạc tiểu y nói với tên béo đây là điếm tiểu nhị bản công tử mới tuyển đi lấy giấy khế ước ra tên béo vâng một tiếng sột soạt lui ra lấy thân thủ nhanh nhẹn hoàn toàn bất đồng với dáng người hắn biến mất trước mắt hai người lúc này đã qua giờ cao điểm dùng cơm khách hàng trong điếm không nhiều lắm lam hòa mang theo lạc tiểu y đi vào góc khuất phía bên phải ngồi xuống hắn nhìn thoáng qua lạc tiểu y ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ vài cái vừa gõ một trận tiếng chạy truyền đến chỉ thấy một cái điếm tiểu nhị gương mặt thanh tú xuất hiện bên cạnh lam hòa lam hòa chỉ chỉ lạc tiểu y đời biếng nói tiểu quang đi phòng bếp xem một chút có còn đồ ăn thừa hay không chạy nhanh đem một ít lại đây có ăn có ăn sao? Lạc tiểu y đột nhiên cảm thấy nước miếng của mình giống như hồng thủy phá đê tràn ra gây tai họa. Hắn cẩn thận nuốt xuống, vô luận như thế nào, cũng không thể để chúng nó chảy ra ở trước mặt ông chủ mới. Đúng lúc này, siêu béo xuất hiện phía sau Lam Hòa, đầu hắn cúi thấp, bàn tay mập như móng heo, móng giò. Ào ào, nước miếng của lạc tiểu y rốt cục chảy ra một tia ở khóe miệng, hai tay rỗi ra trước, đưa lên một quyển văn thư mỏng cho lam hòa công tử giấy khế ước đây ạ à? lam hòa chậm rãi mở giấy khế ước ra lật đến tờ cuối cùng sau đó tươi cười chân thành đưa tới trước mặt lạc tiểu y ký tên ngươi ở đây hoặc là dấu tay thì ngươi có thể ăn đại tiệc đồng thời bá một tiếng một khối mực đóng dấu đặt ở phía bên phải của hắn ăn đại tiệc a a a ăn đại tiệc đó ngón cái của lạc tiểu y lập tức rưỡi ra, nhấn một cái thật mạnh đóng dấu lên mực, sau đó ở trong giấy khế ước cũng lại nhấn một cái thật mạnh. Bá một tiếng, hắn vui vẻ khép giấy khế ước lại, hai mắt hưng phấn nhìn Lam Hòa tỏa ra ánh sáng lon lanh, tiểu nhân điểm chỉ rồi, hắn nuốt nước miếng một chút, hưng phấn đến run rẩy. công tử, ta dùng cơm được chứ? Khóe mắt của hắn đã nhìn thấy tiểu quang bưng hộp đựng thức ăn đến gần chương ba hoàn toàn là một tên gian thương lam hòa tựa tiếu phi tiếu cười như không cười liếc hắn một cái cái nhìn này quả nhiên điên đảo chúng sinh một bàn đầy rượu thịt cũng không sánh bằng lạc tiểu y cố gắng nuốt nuốt nước miếng tay nhỏ bé đen thùi lùi run dẩy xoa ngực đang bang bang nhảy loạn bình tĩnh bình tĩnh ăn cơm lại có mỹ nhân bồi tiếp ta thật sự là quá hạnh phúc rồi rất 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 hạnh phúc rồi Lạc Tiểu Y đắm chìm trong hạnh phúc, hai mắt tỏa ánh sáng, như si như say. Trong tiếng tim đập như trống của hắn, thanh âm thanh nhã duyên dáng của Lam Hòa chậm rãi truyền đến, "Tiểu Nhất a, có phải ngươi không biết chữ hay không? Vậy để bản công tử giảng giải nội dung khế ước này cho ngươi một chút. Khế ước của ngươi thời gian bắt đầu từ ngày mai, một năm sau ngày hôm nay chấm dứt. Ngươi mỗi ngày giờ dần rời giường, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng." Giờ tí, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, đi ngủ, sắc mặt Lạc tiểu y trắng nhợt, hình như thời gian ngủ chỉ có không đến 2 canh giờ. Lúc có khách ngươi là điếm tiểu nhị, lúc ít khách ngươi lau dọn bàn ghế, sàn nhà trong tửu lâu, đồng thời bát đũa gì cũng do ngươi tẩy giữa. Đúng rồi, còn có, nếu không cẩn thận làm bể một cái bát cơm hay chén trà, trừ lương một tháng. Có điểm không hợp lý rất không hợp lý. Nước miếng lạc tiểu y ngừng chảy, hai mắt cũng không tỏa sáng rồi, thân hình cũng không mềm nhũn, chính là tim đập lại càng thêm nhanh. Bất quá lần này tim đập nhanh hơn, một chút cũng không có cảm giác hạnh phúc điện giật, chỉ có khủng hoảng. Đúng rồi, tiền công một tháng của ngươi là 10 quan tiền, xét thấy ngươi hai bữa cơm đều ăn ở đây, còn muốn bản công tử cung cấp chỗ ngủ, mà chỉ tính đồ ăn thôi cộng lại đã 15 quan tiền một tháng bản công tử niệm tình ngươi không chỗ nương tựa, cho ngươi hàng tháng thiếu bản công tử năm quan tiền, tạm gác lại ngày sau sẽ thanh toán. Này này, làm châu làm ngựa một tháng, kết quả là còn mang nợ năm quan. Nuốt nước miếng một chút, chợt phát hiện trong miệng khô khốc, nước miếng vừa rồi lan tràn như đại dương mênh mông lập tức biến thành hoang mạc khô cằn. Lam Hòa lười biếng liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái, lại cúi đầu nhìn về phía giấy khế ước, ân, phía trên này còn có một chút quy định bản công tử không đọc ngày sau ngươi sẽ tự biết hắn đứng dậy vẫy tay ý bảo tiểu quang đến gần tiểu quang a chờ hắn dùng cơm xong liền dẫn hắn đi tắm một phen thay trang phục tiểu nhị của thiên lý hương chúng ta hắn tươi cười chân thành chuyển hướng lạc tiểu y răng trắng như tuyết phát ra ánh sáng sắc đẹp vẫn sánh ngang đồ ăn ngon như cũ nhưng mà lạc tiểu y dùng mình một cái hắn tại sao lại có loại cảm giác sợ hãi như ánh trăng lạnh băng tháng chạp, đối mặt với sói đói. Lam Hòa tiếp tục tươi cười chân thành nói, bản công tử cung cấp cho ngươi hai bộ trang phục này, mỗi bộ một trăm quan, chờ ngươi có tiền trả lại cho tiểu lâu cũng không muộn. Lạc tiểu y môi run run, mặt đen xì xì thật kỳ tích lộ ra sắc xanh mét. Lam Hòa kỳ quái đánh giá hắn, ôn nhu cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không cần quá cảm kích, phí sử dụng bộ quần áo hai trăm quan này tuy là phải thu lợi tức cũng không nhiều một tháng nhiều nhất thu ngươi tam quan tiền thôi hiện tại biến thành hàng tháng mắc nợ tám quan tiền đi đến trước mặt hắn lam hòa dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn mỗi lần hắn vỗ một cái lạc tiểu y liền hung hăng thấp xuống dưới một phần khi hắn vỗ đến cái thứ ba thì thân mình lạc tiểu y hơn phân nửa đã chạy tới dưới đáy bàn chỉ có thân trên cùng gương mặt xanh đen còn trên mặt ghế. Khóe miệng Lam Hòa hơi hơi cong lên, nhìn thấy lạc tiểu y vỗ về bả vai, mặt đau đớn không chịu nổ, trong đôi mắt đẹp ý cười chợt lóe rồi biến mất. Hắn rốt cục không thân thiết vỗ vai lạc tiểu y nữa, đi về phía trước, thanh âm rõ ràng của hắn lại truyền đến, đúng rồi, về sau lời bản công tử nói không được hoài nghi. Không kịp thời trả lời câu hỏi của bản công tử, hoặc tuân thủ mệnh lệnh của bản công tử, phạm một lần nhịn một bữa cơm. Nếu dám can đảm tranh luận hoặc làm chuyện mờ ám, ba ngày không cho ăn cơm. Nếu dám có ý đồ đào tẩu mà nói, đánh gãy hai chân, giao cho quan phủ. Dầm, đây là thanh âm của ghế ngã. Phịch đây là thanh âm người té xuống đất. Lam Hòa kinh ngạc xoay người lại, nhìn cả người lạc tiểu y trượt đến dưới đáy bàn, tức đến ngất xỉu ghế giữa hắn ngồi đã sớm quang vinh té ngã trên đất. chật chật chật, lắc lắc đầu, lam hòa không khỏi tiếc hận liếc nhìn đồ ăn chưa hề động vào, nói: xem ra hắn ăn một chút liền rất no rồi, hạnh phúc quá nên ngủ mất. tiểu quang, ngươi đem đồ ăn cầm cho dương tẩu nuôi heo đi. họ lam kia, ta với ngươi thề không đội trời chung. ai, ta một đời anh minh, tưởng rằng xưa nay cũng là một người tinh ý tự nhiên bị sắc đẹp mê hoặc, mơ hồ ký xuống văn tự bán mình. Hận chỉ hận thiếu gia ta đói bụng thật quá lợi hại. Nằm bên trong bồn tắm thật to, Lạc tiểu y vươn đầu nhỏ nhìn quanh mọi nơi. Hắn nhìn xung quanh cũng không phải sợ người ta nghe được tiếng mắng chửi, mà là sợ bị nhìn lén. Hung hăng trả sát một khối bùn đen dưới thân, Lạc tiểu y vừa ngoan độc mắng, hừm hừm. Họ Lam ngươi cho là ngươi dễ dàng bóc lột ta như vậy, ta chỉ sợ ngươi làm không nổi. Đồ, ngươi tốt nhất đi đường ngã chết, uống nước sặc chết, ngủ với nữ nhân bị hoa liễu ngứa chết. Miêu, mắng hay, mắng hay ta phải chép lại mới được. Vừa mắng đến một câu cuối cùng, hắn không khỏi sừng sốt, ánh mắt chớp chớp vài cái, thì thào lẩm bẩm. Lam hòa tiểu tử này bộ dạng tuấn tú như vậy, bị hoa liễu chết có chút không ổn, vẫn là đổi lại đi, đổi lại, đổi thành cái gì ta, ai nha, đổi thành hắn cưới một cái mẫu dạ xoa vừa mập vừa già lại xấu lại có thế lực, sau đó bị ức hiếp trà đạp đến tự sát mà chết. Nghĩ đến đây, hắn đắc ý, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đang mắng đến mi phi sắc vũ, mở cờ trong bụng, hết sức kích động lòng người, bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu quang, tiểu nhất, người tắm xong chưa? Thanh âm có chút mất kiên nhẫn. Lạc Tiểu Y vội vàng kêu lên, "Tốt lắm, tốt lắm, xong rồi." Tiểu Quang mất kiên nhẫn đi tới đi lui ngoài cửa, công tử thấy Lạc Tiểu nhất bẩn vô cùng, liền phân phó đánh năm thùng nước đặt bên trong, để cho hắn tắm rửa thật sạch sẽ. Hắn đi vào, đã hơn một canh giờ rồi, thật sự chờ không nổi nữa. Đang lúc hắn phiền chán đi tới đi lui đến thì đại môn chi nha một tiếng mở ra. Tiểu Quang không chút để ý quay đầu lại, vừa quay đầu, hắn liền ngây dại. Chương 4, Lam Hoa chết tiệt. Thiếu niên trước mắt này, ước chừng 14-15 tuổi, ngũ quan tú nhã, trong hai gò má ửng đỏ thậm chí còn lộ ra một chút quyến rũ. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng trong suốt lấp lánh thủy quang, thân hình thon dài, bên trong làn da trắng nõn, mơ hồ lộ ra một cỗ phong lưu mị nhân tiểu quang chợt phát hiện thân mình có điểm như nhũn da trong miệng cũng có chút phát khô đang hết sức tâm viên y mã đứng núi này trông núi nọ bịch 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 vài tiếng bước chân thanh thúy vang lên khuôn mặt nhỏ nhắn của lạc tiểu y rõ ràng phóng lớn trước mắt hắn ôi bốn con mắt bò tương đối Ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người lạc tiểu y tiểu quang mặt soát một cái đỏ đến muốn nhỏ ra máu đang tim đập như trống, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên hướng hắn ngọt ngào ôn nhu cười, nụ cười này thật đẹp nha. Tiểu Quang đột nhiên cảm giác được chính mình muốn bay đến bầu trời rồi. Đúng lúc này, mắt to đen trắng rõ ràng của Lạc Tiểu Y khẽ cong, cơ hồ là đồng thời, một trận đau nhức từ chỗ kín của Tiểu Quang truyền đến. A. À, Tiểu Quang vừa thét chói tai, vừa ôm hạ thân nhảy cóc lạc tiểu y cúi đầu nhìn chân phải của mình vẫn đang đá về phía trước như là bỗng nhiên tỉnh táo lại vẻ mặt áy náy rất nhìn tiểu quang nói tiểu quang ca ngươi không sao chứ tiểu quang ôm hạ thể đưa tay chỉ vào hắn gian nan phun từ vẻ mặt nổi giận kêu lên ngươi ngươi lạc tiểu y lập tức mở mắt thật to liên tục cười nói tiểu quang ca ta không phải cố ý cũng không biết sao lại thế này vừa rồi ta ngứa chân vì thế liền giống như trước đá lên xuống vài cái. Hắn bá 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 lung tung đá ra ba cước, sau đó chuyển hướng tiểu quang ngượng ngùng gãi đầu cười nói, cứ như vậy đá vài cái, tiểu quang ca, Người đau như vậy a? À? Có muốn ta tìm đại phu đến hay không? Tiểu quang bị hắn trái kêu một cái tiểu quang ca, phải một cái tiểu quang ca, lâng lâng bay bổng, đau đớn ở chỗ kín cũng nhẹ đi rất nhiều. Hắn gian nan phun ra một câu, không cần công tử bảo ngươi tắm rửa xong tìm hắn hắn đang ở lầu hai căn phòng thứ ba bên trái dứt lời nhịn không được lại liếc trộm lạc tiểu y một cái sau đó ôm hạ thể khom eo tập tễnh đi đến hậu viện lạc tiểu y nghiêng đầu dương dương đắc ý nhìn bóng lưng của hắn hư dám đỏ mặt với bồn đại gia ngươi thật sự là chán sống đảo mắt lại nói không được xem ra phải đi thay đổi hình tượng một chút Nghĩ đến đây, hắn thân mình vừa chuyển vọt tới trong nhà tắm. Một lát sau hắn xuất hiện lần nữa thì mặt mày vẫn như trước, trắng nõn như trước, chính là trên mặt không hồng nhuận, hai mắt cũng không có thủy quang, tựa hồ chỉ là đơn giản cải biến một tí, lại đem ý nhị phong lưu như ngọc chảy xuôi trên người hắn biến mất không còn một mảnh, nhìn thế nào, cũng chỉ là một thiếu niên thanh tú hơn người mà thôi. Đứng ở bên ngoài xương phòng lầu 2, nghĩ đến lam hòa chết tiệt ngồi bên trong kia lạc tiểu y hít một hơi thật sâu sau đó nhắm lại mắt lại nhắm mắt lại hiện tại sát khí trong mắt lão tử hẳn là tiêu tan sạch sẽ rồi chứ đưa tay nhu nhu mặt đem cơ bắp trên mặt thả lỏng bước thứ hai là đem khóe miệng hướng lên trên đúng rồi ánh mắt cong một chút nụ cười như thế hẳn là toạt nhìn thực hồn nhiên thực thành ý đi không đúng cơ thịt trên mặt còn có chút cứng ngắc là mặt quỷ khởi động một chút trước. Vì thế hắn đem tròng mắt lộn ngược ra sau, khiến cho toàn bộ hốc mắt chỉ thấy tròng trắng không thấy tròng đen, sau đó hai ngón tay cái đem khóe miệng nhắc kéo về phía trước, lộ ra hai răng nanh. Đồng thời, con mắt chỉ còn tròng trắng mắt cũng chen chúc thành mắt tam giác. Động tác này vừa mới làm ra, chi nha một tiếng cửa xương phòng đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ của lam hòa nghênh diện cùng lạc tiểu y mắt trợn trắng là mặt quỷ ép thời gian như ngừng trôi lam hòa sững sờ nhìn lạc tiểu y lạc tiểu y vội vàng nhẹ buông tay hai tay vỗ trên mặt mới khiến cho cơ bắp khẩn trương quá độ buông lỏng trong mắt rốt cục về tới chỗ cũ công tử hảo lạc tiểu y đến trình diện cùng lão nhân ra ngài lạc tiểu y gặp người thật sâu đầu cúi đến chỗ đầu gối Lam Hòa, hai mắt nhìn thấy vạt áo tơ ngân bạch sắc của hắn, mắng thầm, lão tử cùng tiểu tử này thật không hạp. Ngay cả làm mặt quỷ cũng không yên. Lam Hòa vừa nghe thiếu niên trắng nõn cổ quái này chính là Lạc Tiểu Y, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một chút ngạc nhiên, thầm suy nghĩ, từ sớm đã thấy tiểu tử này hai mắt sáng rực linh động, quả nhiên không ngoài sở liệu của bản công tử, diện mạo xuất sắc lắm. Tiếp theo chính là một trận vang dội tiếng ha ha truyền đến. Tiếng ha ha này vang tận mây xanh, làm cho cho bụi trong phòng tuôn rơi như mưa. 3. Một cái tát thật mạnh vỗ vào trên vai Lạc Tiểu Y, Lạc Tiểu Y ôm bả vai nhảy ra xa vài bước, đảo mắt cảnh giác nhìn bàn tay của hắn. Làm Hòa ha ha cười nói, Lạc Tiểu Nhất, ngươi làm mặt quỷ thật không tồi. Sau khi lại nở nụ cười ha ha hai tiếng, hắn khoái hoạt nói, thật sự là rất rất không tồi. Ra hôm nay cao hứng, sẽ ban thưởng cho ngươi. Thật sao? Lạc tiểu y bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hắn tỏa sáng, hai tay trà sát với nhau, hưng phấn bổ nhào về phía trước, cầm lấy vạt áo lam hòa, hai mắt theo dõi mạnh ngọc bội trên đai lưng hắn, trong trẻo cao giọng kêu lên, tiểu y tạ công tử ban thưởng. Công tử khẳng khái hào phóng, tuấn Mỹ siêu quần, quả nhiên là thiên nhân tái thế. Nói tới đây, hắn nuốt một chút nước miếng, hai mắt tỏa sáng nhìn ngọc bội kia, được, lam điền ngọc thượng đẳng. Ít nhất cũng có thể lên đến trăm ngàn lượng bạc. Bởi vậy, vừa ca công tụng đức, hắn vừa đưa tay phải ra như tia chớp hướng ngọc bội kia. Trong miệng còn nói, ra liền thưởng tiểu nhân khối ngọc bội này đi. Ba, ngay khi bàn tay lang sói của hắn vừa mới vươn ra, còn chưa có đụng tới ngọc bội thì Lam Hòa rũi tay ra, gắt gao thân thiết cầm cổ tay tay phải của hắn. Nắm tay phải lạc tiểu y, thuận thế kéo hắn về phía trước. Lam Hòa không để ý tay phải kia đang dãy rùa, ý đồ dãy khỏi sự nắm giữ của hắn. Lạc tiểu y đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, hướng về phía hắn ôn nhu đôn hậu cười, vui vẻ nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Người đàn bà vung roi sáng hôm nay lại tới nữa, nhớ rõ lúc ấy tiểu nhất thấy nàng thì ngay cả nước miếng cũng chảy ra hai mắt phát ra ánh sáng ái mộ ngay cả bản công tử đứng xa mấy thước cũng nhớ như in bây giờ công tử mang ngươi đến cùng nàng thân thân thiết thiết dầm lam hòa thân thiết vươn tay hướng lạc tiểu y ngã trên mặt đất tươi cười chân thành nói không cần hưng phấn đến như thế ngươi nhìn ngươi kìa vừa nghe người trong lòng đến đây ngay cả đi đường không xong chương năm lam hòa người trong lòng Lạc Tiểu Y ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không có, đầy đầu hắn đều là cú vung roi sắc bén như tia chớp kia, còn có gương mặt tinh xảo cao ngạo cùng khí chất hung hãn. Phờ phạc đứng lên, Lạc Tiểu Y đi ở bên người Lam Hòa, dịch chuyển từng bước nhỏ. Lam Hòa khoanh tay đi ở phía trước, thân hình hắn thẳng tắp, một thân áo tơ ngân bạch sắc, bị gió thổi qua khe hở nhẹ nhàng phất phơ. Lại nhìn trên đầu tóc đen cao cao được búi bằng một cái ngân quan tóc dài xõa xuống chỉnh tề tán ở trên lưng phát ra quang mang đen bóng quả nhiên là công tử tuấn mỹ phong thần như ngọc lúc này lam hòa đi trước cũng không quay đầu lại nói tiểu nhất a ngươi đi đường thật giống nữ nhân a a lạc tiểu y vội ngẩng đầu chính là trong khoảnh khắc đó hắn liền cảm giác được trên lưng mình đầy mồ hôi bị gió thổi từng cái lỗ chân lông đều run lên Lam Hòa tiếp tục không quay đầu lại nói, người cúi đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi theo phía sau bản công tử, nếu không biết, bản công tử chỉ cần nghĩ đến ngươi đi đường lẳng lơ như thế, liền hận không thể đem ngươi đá đến trên người đàn bà tranh chua kia, cho người hảo hảo gần gũi hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Vù. Tiếng nói Lam Hòa vừa dứt, trước mắt nhoáng lên một cái, tiếp theo, một đạo thân ảnh màu lam rõ ràng xuất hiện ở bên cạnh tay trái của hắn thân ảnh này ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, chính khí lẫm liệt, ngay cả da trên mặt cũng bị hắn kéo căng cứng, một bộ lừng lẫy oai hùng. Chính là cặp mắt kia có điểm lưu manh, giống như đạo tặc đảo tới đảo lui, cũng không biết đang ngắm nghía cái gì, người này đúng là lạc tiểu y. Lúc nãy, hắn phòng bị cái gì? Làm hòa quan sát một lúc lâu cũng không có phát giác ra được, vì thế vươn tay trái thon dài trắng nõn, hữu hảo thân thiết hướng bà vai lạc tiểu y tay hắn vừa mới vươn ra vừa phát hiện mắt to đen trắng rõ ràng của lạc tiểu y trợn đến cực hạn đồng thời vai phải nhỏ bé rụt lại cước bộ xê dịch biểu tình như gặp đại địch nguyên lai like hắn sợ là cái này lam hòa ha ha cười đúng lúc này đại sảnh dưới lầu truyền đến một tiếng quát ngang ngược lam hòa đâu chết ở xó nào rồi tiếng quát qua đi là bịch tiếng thân người rơi xuống đất, cùng với tiếng kêu thảm thiết của tiểu quang. Lúc này, tiếng quát ngang ngược kia lại vang lên, "Lam Hòa, tiểu tử ngươi còn không ra, cẩn thận cô nãi nãi đập phá tiệm của ngươi." Thanh âm này đúng là của tiểu thư ngang ngược lúc sáng kia. Lạc tiểu y nhịn không được nhìn trộm nhìn về phía Lam Hòa đi trước nửa bước, vừa nhìn, thấy hắn vẫn là biểu tình lạnh nhạt, trong ánh mắt ẩn dấu ý cười. Chép miệng Lạc tiểu y nghĩ trong lòng, người này còn cố làm ra vẻ, rõ ràng giống ta, sợ tới mức hai chân nhũn ra, bàn chân bị chuột rút, hắn còn muốn làm ra bộ dạng chấn định như vậy. Lúc này, thanh âm ngang ngược kia lại quát, Lam hòa, ngươi nếu không ra, đừng trách bổn tiểu thư một mồi lửa thiêu thiên lý hương này của ngươi. Nàng vừa dứt lời, thanh âm của Lam Hòa từ trên lầu truyền đến, Di, không biết tiểu điếm làm chuyện sai trái gì, chọc giận Lưu đại tiểu thư. Tiếng nói vừa dứt, một người khác đã xuất hiện tại cửa thang lầu. Trong hành lang người cũng không phải là ít, vừa nghe đến thanh âm của hắn, liền đồng thời ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên thang lầu, một cái thiếu niên công tử tuấn mỹ đang đứng, công tử này một thân trường bào ngân bạch sắc đón gió phất phơ, mang trên mặt nụ cười lười biếng, hắn vừa xuất hiện, tựa như một đạo hoa quang bắn ra bốn phía, trong lòng tất cả mọi người nhất thời chấn động thầm nghĩ làm đại trưởng quỹ này thực là tuấn tú lịch sự mà bốn năm cô gái mặc hoa phục đứng ở bên người lưu đại tiểu thư đều là ở trong một trận tin đập mạnh và loạn nhịp hai gò má bắt đầu ửng đỏ biểu tình cũng trở nên e lệ động lòng người mà lúc này đây ẩn ở phía sau lam hòa lạc tiểu y lộ ra nửa đầu liền giống một gốc cây khô bên cạnh ngọc thủ không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn Lạc tiểu y hưng phấn nhìn chúng nữ dưới lầu bị phong tư Lam Hòa hút hồn, lại nhìn thoáng qua Lam Hòa đang thong dong mỉm cười, vươn tay thon dài, đem tóc đen trước ngực vung đến sau bả vai, động tác cực kỳ tiêu sái. Bỗng nhiên, hắn cắn môi dưới dáng nhịn cười, hay cho một chiêu Mỹ nam kế. Lam Hòa sử dụng chiêu này quá nhuần nhuyễn, công phu trêu hoa gẹo nguyệt, hóa sát khí thành ái mộ này thật kinh người lưu tiểu thư chợt bị phong thái lam hòa hút hồn tâm thần hết sức dao động lời định nói ra nửa ngày mới nuốt trở về nghĩ đến chuyện mất mặt buổi sáng mất thật lớn khí lực mới một lần nữa thở ra một hơi lông mày nàng dựng lên bộ ngực tuyết trắng no đủ trong áo tơ phấn hồng theo hô hấp lên xuống vụt 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 ba cái roi ngựa vung thật mạnh trên không trung mỗi một roi hạ xuống đều rút lên một cái ghế trong nháy mắt ba cái ghế dựa bị quất méo mó đổ dạp, đứt chân gãy lưng ngã trên mặt đất. Lại vèo hạ xuống, roi ngựa cuồn cuộn nổi kéo chân một chiếc ghế lên, vù một tiếng vung lên, mang theo tiếng gió gào thét đột nhiên hướng Lam Hòa cùng Lạc Tiểu Y đập tới. Ghế dựa còn chưa tới, tiếng gió đã mang theo khí thế kinh người. Lạc Tiểu Y hít mạnh một hơi, nhanh chóng liếc mắt nhìn Lam Hòa cao lớn phía trước một cái. Thân mình nhỏ bé vô cùng quyết đoán, cả người giấu đến phía sau Lam Hòa. Trời sụp xuống, có người cao chống đỡ, bây giờ là ghế dựa bay tới, có ván thịt đảm đương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, ghế dựa kia liền đánh tới Lam Hòa. Mọi người ở đây thét chói tai, Lam Hòa tao nhã vươn một bàn tay, cánh tay trắng nõn thon dài kia như đang múa, chậm chậm hé ra, hợp lại trên không trung. Bốp! Nhìn lên, chỉ thấy ghế dựa nặng mấy chục cân kia bị tay phải lam hòa tao nhã bắt được lưng ghế dựa kẹp đến dưới nách nhìn bộ dạng bốn lạng bạt ngàn cân kia của hắn hiển nhiên công phu không yếu đâu phu lạc tiểu y thở dài một hơi thật mạnh trong lòng buông lỏng trên mặt lập tức chất đầy nụ cười bất quá nụ cười này vừa hiện lên mặt đột nhiên phía sau lưng căng thẳng sau đó thấy hoa mắt lại sau đó hắn bị tay trái Lam Hòa kéo ngực, nhấc lên không trung. Một tay nhấc ghế dựa, một tay nhấc lạc tiểu y, Lam Hòa tươi cười chân thành, cực kỳ tao nhã đi xuống dưới bậc thang. Mắt phượng của hắn quét về phía lưu tiểu thư bị kinh hãi, vung tay phải, ghế dựa trong tay đằng không bay lên, cực kỳ nhẹ nhàng rơi xuống trước người lưu tiểu thư. Sau đó tay trái hắn cũng dương lên, bá một tiếng cầm vật nặng trong tay, cũng chính là Lạc Tiểu Y bỏ vào bàn trống phía trước Lưu Tiểu Thư. Lạc Tiểu Y bị nện đến choáng váng, vừa mãnh liệt ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đẹp mang sát khí thù hận. Nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Y đáng thương, trong mắt nước mắt vòng quanh, một vị tiểu nữ tử đứng ở bên cạnh Lưu Tiểu Thư mở miệng, Lam Trường quầy đây là ý gì? Cô gái này có gương mặt tròn tròn, mắt hạnh mở thật to không ngừng liếc trộm Lam Hòa, nàng dáng người tuy rằng nhỏ nhắn, Trước ngực cũng là núi cao vực thẳm, vừa mới mở miệng, hai nửa bộ ngực sữa tuyết trắng lộ ra bên ngoài kia đột nhiên rung rung. Chương 6, võ công của Lam Hòa. Lam Hòa hai tay vòng trên ngực, cũng không thèm nhìn tới Lạc tiểu y, Chậm chậm nói, không có ý gì, tiểu gia hòa này rất nhát gan, vừa rồi lại muốn đem bản công tử làm bàn đỡ cho hắn, trừng phạt nhỏ một chút thôi. Dứt lời lười biến quát, đi bi xuống. Lạc tiểu y đang tỉnh lại, nghe vậy vội vàng xoay người lăng không một cái, cực kỳ nhẹ nhàng nhanh nhẹn rơi xuống góc đại sảnh. Vài tiếng ủng hộ vừa mới truyền ra, chống lại hắn nước mắt lưng chồng liền nhanh chóng mừng lại. Thật đáng thương, chỉ là một đứa bé thôi mà, làm đại trưởng quỹ cũng làm quá rồi. Giờ này khắc này, lạc tiểu y cũng là đang tự vấn, đồ, khó trách lão tử thất thế biến thành kẻ trộm, kẻ trộm cuối cùng lại lưu lạc thành tên khất cái làm tên khất cái còn giữ địa bàn không được chạy tới thành lạc dương nguyên lai like là lão tử thể hiện bộ mặt tiểu nhân này quá rõ ô ô lão tử tại sao đến bây giờ mới hiểu được đạo lý này lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp a à? không được về sau phải thay đổi sách lược đây là một sự giáo dục sâu sắc trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân đích thực khiến mình thất bại lạc tiểu y lập tức thẳng lưng một cái khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị một bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt tự nhiên sinh ra. Theo động tác thẳng lưng của hắn, một thế hệ vĩ nhân mới liền chính thức sinh ra rồi. Bất quá, lưng vĩ nhân này mới thẳng không đến một giây, lập tức lại cong xuống. Thì ra lạc tiểu y chớp mắt, nghĩ tới một cái trọng điểm, là một cái vĩ nhân, hiển nhiên là một quá trình dài dằng dặc, có khả năng phải dùng thời gian cả đời theo đuổi. Giờ khắc này, là quan trọng nhất vẫn là nhìn xem có thể chiếm tiện nghi hay không đồng thời bảo vệ tốt mạng nhỏ của ta. Mọi người chính là liếc mắt nhìn lạc tiểu y một cái, liền đem tiểu nhân vật này bỏ qua một bên. Dù sao, còn màn diễn vô cùng đặc sắc của nhân vật chính chuẩn bị lên sàn đây. Lưu đại tiểu thư giờ phút này kinh ngạc đánh giá Lam Hòa trước mắt, vừa rồi hắn bốn lạng bạt ngần cân tiếp được ghế dựa, điều này làm cho nàng vốn tự cao về vũ lực có điểm không đánh giá được cân lượng đối phương. Lam Hòa như trước thản nhiên mỉm cười, thái độ tao nhã như vương tôn công tử thượng lưu. Hơn nữa khi hắn ban đầu ra trận thì nụ cười nghiêng nước nghiêng thành kia, lập tức khiến vài cô gái xinh đẹp đứng ở bên người lưu đại tiểu thư đều có điểm hoa mắt. Lam Hòa hơi ôm quyền, tiêu sái là một cái lễ, phong độ hướng chúng nữ nói, chư vị tiểu thư đều là tiểu mỹ nhân đại đại hữu danh của thành Lạc Dương, hôm nay tề tụ ở thiên lý hương, đến vách tường của tiểu điếm cũng phát sáng thực là vinh hạnh. Tiểu Quang, Tiểu Nhất, mau đưa rượu và thức ăn bản tử lâu sở trường nhất cho các vị mỹ nữ thưởng thức. Dứt lời, hắn hướng thực khách chung quanh bao quanh vái chào, vẻ mặt tươi cười nói, chư vị, hôm nay làm mẫu may mắn, lại có nhiều tiểu mỹ nhân tôn quý bất phàm như vậy đại giá Quang Lâm. Vì đáp tạ thịnh tình chư vị mỹ nữ, tại hạ quyết định, hiện tại miễn phí cho tất cả chư vị. ô, Trong tiếng vui mừng, trong ánh mắt của chúng thực khách hướng chư vị thiếu nữ, đã tràn ngập nhiệt tình cùng cảm kích. Hơn nữa Lam Hòa trái kêu một cái mỹ nhân, phải kêu một cái mỹ nhân, hắn lại là một nhân vật bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn, các thiếu nữ xuất thân quý tộc này đều choáng váng hồng hai gò má, nét mặt tỏa sáng, trong ánh mắt nhìn về phía Lam Hòa đã tràn ngập vui mừng hòa hảo. Ở trong tiếng vui mừng, Lưu Đại Tiểu Thư đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo nhìn đến biểu tình chúng tỉ muội lại là giận dữ chẳng lẽ bản cô nãi nãi đằng đằng sát khí mà đến lam hòa nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu liền để cho ta xong việc trở về như vậy sao còn có buổi sáng cô nãi nãi xấu mặt như vậy tuy rằng không phải lam hòa gây nên sự tình lại do hắn mà ra hừ vạn lần không thể tiện nghi tiểu tử này nghĩ đến đây long mày nàng nhíu lại áo tơ hồng tươi chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng rất là lóa mắt. Roi ngựa trong tay bổ thật mạnh lên không, ba, tiếng xé gió chói tai truyền ra, trong nháy mắt liền đem tất cả tiếng thầm thì cùng cười vui toàn bộ đánh trở về. Đắc ý quét một vòng thấy mọi người an tĩnh lại, lưu đại tiểu thư chừng lớn mắt phượng mỏng mà dài nhỏ, đằng đằng sát khí hướng về phía Lam Hòa quát. Lam Hòa, cô nãy nãy đến đây, cũng không phải là vì cùng ngươi lôi kéo làm quen. Nghe được câu này, lạc tiểu y vẫn kéo tiểu quang không cho hắn tiến vào phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn nhãn tình sáng lên hắc vẫn là bổn thiếu gia lợi hại vừa thấy liền biết trò hay còn ở phía sau nghe thấy những lời này của lưu đại tiểu thư tất cả mọi người sao động bất an lạc tiểu y vội vàng buông tiểu quang ra lặng yên không một tiếng động thối lui về sau hắn lui a à lui đi thẳng tới tới góc gần cửa tửu lâu quan sát một chút khoảng cách giữa mình với cửa cảm thấy nơi này có vẻ an toàn lạc tiểu y thấy bàn khách nhân trước người mình kia đang mở to mắt khẩn trương xem náo nhiệt vì thế hai mắt khẽ cong tay phải vươn như tia chớp vèo một tiếng khi hắn thu tay lại thì một cái móng giò bự mập mạp trơn như dầu thơm ngào ngạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay hai mắt nhanh chóng đảo qua sau khi xác định không ai chú ý tới mình thân mình lạc tiểu y lại co vào bên trong sau đó đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm cắn móng giò lúc này lưu đại tiểu thư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mở chừng hai mắt lớn tiếng quát bọn tỉ muội chúng ta đem cái tửu lâu này đập phá đi tiếng quát vừa ra sau một lúc lâu không ai đáp lại lưu đại tiểu thư nhìn lại không khỏi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu bọn tỉ muội phía sau nàng kia một đám xấu hổ e sợ liếc mắt đưa tình loạn xạ với lam hòa trên mặt tất cả đều là xấu hổ làm sao còn có nửa phần sát khí mình mang các nàng đến nơi này là để đập phá mà không phải đến cầu thân a chẳng lẽ hôm nay lại giống như buổi sáng nén giận mà trở về lưu đại tiểu thư càng nghĩ càng giận nàng dứt khoát không quan tâm chư nữ phía sau nữa mà xoay đầu lại chuyên chú nhìn chằm chằm Lam Hòa đang cười đến cực kỳ thong dong, bị lực mạnh mẽ mà phát ra chung quanh. Roi ngựa trong tay vung lên, thè thè quát, Lam Hòa, bổn tiểu thư hôm nay sẽ đập phá khách điếm này của ngươi, ngươi còn gì để nói không? Lam Hòa u buồn nhìn nàng. Lộ ra hát đầm răng trắng như tuyết đang chuẩn bị nói chuyện Cảm giác được tiếng hô nhỏ vui mừng của chư nữ phía sau càng thêm vang dội lưu đại tiểu thư Không khỏi thầm suy nghĩ Không được, không thể để cho tiểu tử này mở miệng chỉ sợ hắn mới mở miệng những tỉ muội này của ta toàn bộ sẽ đứng về phía hắn mất nghĩ đến đây nàng vung roi ngựa cũng không quay đầu lại ném tới thật mạnh roi này lực đạo thật lớn mang theo tiếng rít cuồng liệt đột nhiên đánh tới bàn trống phía trước nàng ngay trong nháy mắt khi roi ngựa vung xuống không ai chú ý tới ngón trỏ lam hòa bỗng nhiên không tiếng động bắn ra sau đó một đạo kinh khí vô thanh vô tức ti một tiếng, đụng phải hợp cốc huyệt trên mấu bàn tay lưu đại tiểu thư. Kinh khí này nhẹ vô cùng, như có như không, lưu đại tiểu thư chỉ cảm thấy đồng thời khi vung roi ra, bỗng nhiên trên huyệt hợp cốc ngứa ngáy. Vì thế, năm ngón tay nàng không tự chủ được buông lỏng. Vút một tiếng, roi ngựa vung lên cầm giữ không được, như tia chớp lướt tới trong ngách tường. Sau đó bá một tiếng từ trong tay một thiếu niên mồi sổm trong góc đoạt lấy cái gì đó lại xoay tròn bay trở về. Chương 7, Tiểu nhất đáng thương Lưu đại tiểu thư phi thường phi thường kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết, tiên pháp của mình có thể thần kỳ như thế. Chẳng những lăng không cuốn vật, còn có thể xoay tròn phản hồi. Ngay khi nàng trợn mắt há hốc mồm, roi dài kia như tia chớp đã trở lại bên người nàng, lưu đại tiểu thư duỗi tay ra, chuẩn xác nắm lấy chuôi roi. Nào biết đâu rằng dư thế trên roi ngựa kia chưa tiêu tan hết, nó kéo một vật theo phản xạ về hướng nàng. Đồng thời, vật thể trắng trói loại kia hoa lệ bắn lên mặt của nàng. Khi nàng vội vàng ngã ra sau, vật kia thể từ trên mặt của nàng nhanh như chớp một đường rớt xuống ngực, cuối cùng dừng ở lại phong cốc trắng noãn cao ngắt kia. Cúi đầu nhìn vật đứng ở phong cốc, lưu đại tiểu thư trợn trắng mắt, sắc mặt cũng phát xanh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vật đứng ở trong phong cốc của lưu đại tiểu thư kia, một đám khuôn mặt vạn vẹo, thân thể uốn éo. Bọn tỉ muội phía sau lưu đại tiểu thư cũng kinh ngạc nhìn địa phương núi non phập phồng kia, khóe miệng co giật rất nhiều, bỗng nhiên tiếng buồn nôn ẩn ẩn truyền đến. a à, lưu đại tiểu thư rốt cục bộc phát rồi, nàng kêu thét lên, vừa phẫn nộ đem móng giò cắn chỉ còn mấy sơi lông đen trên ngực kia kéo xuống vừa điên cuồng nhằm về phía góc tường. Góc tường làm gì còn có người nào? Tiểu tử choai choai vừa rồi sớm đã không thấy bóng dáng. Lưu đại tiểu thư giận đến không kềm được, nàng vung roi lên, đảo mắt bảy tám roi rút ra, trong nháy mắt, bàn rượu và thức ăn trong góc sáng sủa kia bị rút văng tung tóe. Hai cái khách nhân trốn tránh không kịp cũng trúng hai roi, thê thảm hề hề té trên mặt đất kêu đau. Kỳ quái là, hai người này vừa kêu đau, ánh mắt lại vừa lom lom nhìn chằm chằm ngực lưu đại tiểu thư. Vù! Bỗng nhiên vọt tới bên người mấy người tỉ muội lưu đại tiểu thư đỏ hai mắt quát, tiểu tử đó đâu? Các ngươi nhìn thấy tiểu tử đó trốn đến nơi nào? Cô gái mặt tròn tròn kia thấy nàng xông về, vội vội vàng vàng kéo nàng. Lưu đại tiểu thư sức mạnh hơn xa nàng, vung tay, đem cô gái mặt tròn đẩy sang một bên, nàng vừa muốn vọt tới trước mặt Lam Hòa, Bỗng nhiên lưng áo căng thẳng, tiếp theo, thanh âm của cô gái mặt tròn có điểm run run vội vàng từ phía sau lưng truyền đến, "Tỷ tỷ, y phục của người rách." Lưu đại tiểu thư cả kinh, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái mặt tròn trừng lớn kia mất hạnh, mang trên mặt nỗi sợ hãi sâu sắc, Dũng cảm chỉ về phía ngực nàng nói, "Kia, nơi đó." Lưu đại tiểu thư cúi đầu, kết quả cái cúi đầu này đó là một trận tiếng thét chói tai xé rách bầu trời kinh thiên động địa truyền ra. Nguyên lai khi nàng dưới cơn thịnh nộ kéo móng giò thì không nghĩ qua đã đem buộc ngực của mình xé rách xuống dưới một chút. Việc này vừa vặn đem bộ ngực sữa no đủ của nàng ồ ồ hết trước mặt mọi người. Hơn nữa hai điểm đỏ bừng phia trên còn thẹn thùng nửa che mặt nửa lộ ra. Miu, ô hô, xả hàng, có người xả hàng bà con ơi. Trong tiếng thét chói tai. Lưu đại tiểu thư gắt gao hai tay ôm ngực, đúng lúc này, trên người ấm áp, một cái trường bào phủ lên bả vai nàng. Lưu đại tiểu thư nhìn lại, liền đối diện với hai mắt ôn nhu thân thiết của Lam Hòa kia. Trong mắt kia tràn ngập ôn hòa, chỉ nghe hắn trầm thấp bình thản nói, không có gì quan trọng đâu, người ở đây, ta sẽ khiến bọn họ một chữ cũng không nói ra. Một câu cuối cùng, vang vang hữu lực, tràn ngập quyết đoán đặc biệt của Nam Tử Hán. Lưu Đại tiểu thư rầu miệng, nước mắt trong hốc mắt chuyển động vài cái, nàng liếc mắt nhìn Lam Hòa một cái, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra, cái nhìn này của nàng đã tràn ngập cảm kích. Quay sang cúi đầu, Lưu Đại tiểu thư bụng mặt lại vội vàng phóng đi ra ngoài. Chúng nữ đồng thời nhìn thoáng qua Lam Hòa, đều tự hướng hắn ném một cái mị nhãn, sau khi quyến rũ cười, đuổi theo sau. Đến tận đây, tất cả mọi người trong tử lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to lúc này làm hòa hai mắt như điện nhìn quét quá mọi người ở đây thanh âm như gió lạnh giữa tháng chạp thổi qua chư vị nên biết các vị tiểu thư vừa rồi kia là thân phận gì tên cùng diện mạo của các ngươi ta đều đã ghi tạc trong lòng từ giờ trở đi như có nửa lời đồn đãi bất lợi về lưu đại tiểu thư xuất hiện ở bên ngoài các vị liền cùng nhau chuẩn bị hậu sự đi thanh âm sắc bén cực kỳ bất kể là khách nhân hay là tiểu nhị sau khi đồng loạt đánh một cái run run đáp, tuyệt đối không dám. Trong tiếng trả lời có chút run run, ở cửa lầu 2, vươn ra một cái đầu nhỏ. Đầu nhỏ kia vừa mới vươn, liền lập tức rụt trở về. Chỉ thấy hắn đem cầm đặt lên trên đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, trên mặt trắng nõn lộ ra màu xanh đen, miệng thì thào ra tiếng, đây rốt cuộc là sao? Ta ngoan ngoãn đứng ở góc sáng sủa cắn móng heo của ta làm sao xa như vậy cũng có thể cướp nó đi cướp đi nó thì thôi tại sao lại rơi xuống trên bộ ngực người đàn bà hung hãn kia chẳng lẽ nói số ta đây đen đùi như vậy nhưng cũng không đúng ta không phải chuồn còn nhanh hơn chuột sao người đàn bà hung hãn kia căn bản cũng không có phát hiện được sự tồn tại của ta à nếu quả thật là vận đen đến mà nói ta hiện tại hẳn là nằm trên mặt đất chuẩn bị tiến vào quan tài rồi nghĩ đến đây hắn không khỏi toan tính ngẩng đầu lên rất là hào phóng khích lệ chính mình lạc tiểu y công phu chuồn ngươi càng ngày càng cao cường a à. loại tình cảm đắc ý này chỉ xuất hiện trong một chốc mày của hắn lập tức lại nhíu chặt thành một đoàn không hợp lý chuyện này rất không hợp lý lạc tiểu y lại thò đầu ra liếc mắt nhìn dưới lầu một cái lúc này tất cả mọi người lấy ánh mắt kính ngưỡng nhìn lam hòa chống lại những ánh mắt này lạc tiểu y bỗng nhiên lại đánh một cái run run. Hai tay xoa xoa tay cánh tay, lạc tiểu y suy nghĩ, chuyện này đích thị là do Lam Hòa làm. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ một tí, chẳng những đuổi đàn bà hung hãn kia đi, còn chiếm được cảm kích của nàng, tuyệt trừ hậu hoạn. Vừa nghĩ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm của hắn tản ra nguy hiểm, lão miêu không phát uy, khinh ta là lão thử. Hư, Lam Hòa a à Lam Hòa, Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ lạc đại gia ta. Ngươi thật cho là ta vô khả nại hà, hết cách, sao? Hắn đột nhiên đứng dậy, lưng rất nhanh thẳng tắp một cái. Hai mắt nháy mắt phát ra hào quang mãnh liệt mấy trăm độ. Họ Lam, ta cũng không thể ngồi không. Từ giờ trở đi, ta với ngươi thề không chung đường. Quyết định này vừa ra, dưới lầu liền truyền đến thanh âm lười biếng của Lam Hòa. Lạc tiểu nhất đâu? tiểu tử này không phải là trốn ở đâu làm biếng đi. Tiểu Quang, ngươi đi tìm hắn, nói cho hắn biết, tối hôm nay hắn khỏi cần ăn cơm. Không có cơm ăn. Chuyện này lớn nha. Vèo một tiếng, thân mình lạc tiểu y té từ lầu hai một đường té tới trước mặt Lam Hòa, vừa thấy được Lam Hòa, trên mặt hắn liền tươi cười, ánh mắt loan thành một đường. Sau khi thả người bổ nhào về phía trước hai tay gắt gao níu lấy áo Lam Hòa, nịnh nọt nói, Công tử, tiểu nhân không phải luôn luôn ở đây sao? Tiểu nhân vừa rồi nhìn thấy công tử gặp nguy hiểm, bởi vậy cố ý chạy đến trên lầu gọi người đến hỗ trợ. Thật không ngờ còn chưa có tìm được tên nào, công tử đã đem phiền toái giải quyết. Chẳng những giải quyết phiền toái, công tử còn làm cho mấy con nhóc kia động tâm với công tử. Nói tới đây, hắn hạ thắt lưng nịnh bợ cười nói, trí tuệ công tử sánh với trời cao chính là mỗi lần đều đem ta làm bàn đạp, mị lực kinh người, diện bạo tuấn tú thì thế nào? Một ngày nào đó ta muốn vẽ trên mặt ngươi một con rùa lớn rụt đầu. Quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, thiên hạ nữ tử miệng đều bị sùi bọt mép. chương 8, ông chủ hà khắc dữ dội như hồng thủy. Mới nói tới đây, một trận tiếng cười khẽ truyền đến, dần dần tiếng cười khẽ kia biến thành cười vang. Đến khi nghe được Lam Hòa trên đỉnh đầu cũng cười nhẹ ra tiếng, Lạc Tiểu Y mới sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ ngốc nghếch kia khiến cho tiếng cười mọi người cười càng thêm vang dội, Lạc Tiểu Y đầy bụng khó hiểu sờ sờ cái gáy, mặc kệ, hãy cứ cười theo là được. Bởi vậy, khóe miệng hắn hở ra, cười ngây ngô theo hai tiếng. Khuôn mặt tươi cười ngu ngốc này vừa ra, mọi người lại cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Ngay cả Lam Hòa cũng cười khẽ, tiếng cười trầm thấp êm tai của hắn vừa ra, Lạc Tiểu Y lập tức một trận choáng đầu hoa mắt, trái tim nhảy loạn, hai mắt trắng dã. Lam Hòa cười cười, bỗng nhiên mặt lạnh lùng. Hắn cười đến lúc thật vui vẻ, bỗng nhiên biểu tình biến đổi như vậy, quả nhiên là sắc mặt Lam Hòa, giống như thời tiết tháng 6, thay đổi bất thường. Advertisement. Lam Hòa âm trầm xem xét Lạc Tiểu Y, cười lạnh nói: thiên hạ nữ tử vừa thấy bản công tử miệng liền sùi bọt mép ngươi cho bản công tử là độc dược hay là châu chấu đây thanh âm của hắn phi thường phi thường lạnh lùng sau khi vừa lòng nhìn đến lạc tiểu y đánh dùng mình một cái làm hòa mới thả chậm thanh âm từ từ nói từ ngày mai trở đi tiểu nhất ngươi liền chính thức bắt đầu làm việc đi thừa dịp bây giờ còn có thời gian chăm chỉ cùng tiểu quang làm quen một chút làm tiểu nhị ra sao nhớ kỹ cẩn thận làm việc. Dứt lời, vung tay áo, sau khi đem lạc tiểu y kéo vạt áo hắn đá ngã ra, Lam Hòa liền tư thái tao nhã biến mất ở cửa sau tửu lâu. Chậm chậm từ dưới đất bò lên, lạc tiểu y cười hì hì nhìn thân ảnh Lam Hòa, mắt to đen trắng rõ ràng lóe lên vài cái. Họ Lam, còn nhiều thời gian, ta cũng không tin trí kế vô song ta đây không đối phó được ngươi. Kết quả là, trong thời gian kế tiếp, Lạc Tiểu Y đều đi theo phía sau Tiểu Quang làm quen tình huống. Mới theo chưa tới một khắc đồng hồ, Lạc Tiểu Y liền chép miệng, thầm suy nghĩ, làm tiểu nhị này thật sự là một chút kỹ thuật cũng không có, thật sự là uổng phí thiên tài của ta. Ở thành Lạc Dương, cho dù trời tối cũng sẽ có người đi đường, tiểu lâu so với ngành sản xuất khác phải đóng cửa trễ một tí, đến buổi tối cũng có thể nghỉ ngơi. Nấc lên vì no, thừa dịp mọi người không chú ý, đã sớm ăn vụng đến bụng no ruột căng lạc tiểu y đi theo sau tiểu quang đến phòng ở. Vỗ về cái bụng, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rất hạnh phúc, đặc biệt nghĩ đến ngày hôm qua, chính mình còn co lại thành một đoàn ngủ ở trong mõ tắt, có cái gió thổi cỏ lay, tiếng người chó sủa gì sẽ giật mình tỉnh lại nhìn quanh mọi nơi. Hai tình cảnh đối lập như thế, không có cảm giác hạnh phúc cũng khó. Lại ở một cái, lạc tiểu y bước từng bước nhỏ đi theo tiểu quang vào một gian nhà gỗ nho nhỏ trong nhà gỗ này dùng hai tấm gỗ đơn giản làm thành hai cái giường trên giường trải một ít cỏ khô gì đó trên mặt cỏ khô còn phủ một tấm vải bố mỏng manh đã biến thành màu đen bên cạnh cũng để một tấm vải bố hẳn là dùng làm mền tiểu quang ngáp một cái tùy tiện cởi quần áo tiểu nhị lộ ra áo lót vải bố bên trong cánh tay trần trụi nằm xuống trên giường gỗ bên phải hư một tiếng với lạc tiểu y ngủ đi ngày mai sẽ phải dậy sớm đó lạc tiểu y đáp lời nhìn lén tiểu quang một cái thấy hắn trở mình không chú ý tới mình sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi liền chậm rãi cởi trang phục tiểu nhị áo khoác vừa cởi ra bên trong rõ ràng còn mặc ba bốn kiện áo kép tuy rằng đều rách dưới cẩn thận ngồi xuống ở mép giường mông dùng sức lắc lắc được, giường gỗ này cũng khá là rắn chắc. Nắm miếng vải bố đã biến thành màu đen mà hít hà, được, cũng không có mùi gì khác lạ. Xét duyệt xong, Lạc Tiểu Y khoái trá chui vào trên giường. Trừng lớn hai mắt nhìn nóc nhà tối như mực, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn chưa có nửa phần buồn ngủ. Nghe tiếng Tiểu Quang xoay người truyền đến, Lạc Tiểu Y nhịn không được hỏi, "Tiểu Quang, công tử nói trong khế ước ta ký" Giờ tí mới có thể ngủ, tại sao hôm nay sớm như vậy đã được ngủ rồi? Tiểu Quang ngáp một cái, lười biếng nói, đó là bởi vì dựa theo khế ước, người sau khi phục vụ tốt tất cả khách nhân, dọn bàn xong, còn phải lau nhà, bát đũa cũng tẩy sạch cất kỹ mới có thể ngủ. Chờ ngươi làm hết những việc này, đương nhiên là đến giờ tí. Khóe miệng Lạc Tiểu Y co giật một chút, lại hỏi, Tiểu Quang, các ngươi cũng như vậy phải không? tiểu quang lại ngáp một cái xoay người đưa lưng về phía lạc tiểu y lẩm bẩm nói đương nhiên không ngươi là người đầu tiên tiếng nói vừa dứt dầm một tiếng vật nặng va chạm truyền đến tiểu quang cả kinh quay đầu nhìn về phía lạc tiểu y bên ngoài tối đen hắn chỉ mơ hồ nhìn đến thân ảnh lạc tiểu y ở trên giường vặn vẹo không khỏi ân cần hỏi han tiểu nhất làm sao rồi qua thật lâu thanh âm uể oải của lạc tiểu y mới truyền tới. Không có gì, vừa rồi ta thử một chút, xem là ván giường cứng hay là đầu ta cứng hơn. Đôi mắt nhỏ của tiểu quang chớp vài cái, khó hiểu hỏi, gì? Lạc tiểu y thống khổ nói, không có gì, ta rốt cuộc biết rồi, ván giường này so với đầu ta cứng rắn hơn nhiều lắm. Hắn oán hận ở trong lòng thêm một câu, làm hòa con rùa đen khốn kiếp kia, quả thật ta khách khí với ngươi nhiều lắm. Hừ, vừa rồi ta hạnh phúc vì được lấp đầy bụng, lại còn chuẩn bị đại nhân đại lượng, buông tha tiểu tử này. Kế tiếp, Lạc Tiểu Y vẫn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà trong bóng đêm, ý đồ đem nóc nhà phá nát. Đồng thời, có thể tìm tới một cái biện pháp tốt đến báo thù giải hận. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không có biện pháp gì. Lạc Tiểu Y lo lắng hãi hùng mấy tháng nay, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp ngọt ngào mộng đẹp đang lúc say xưa, lạc tiểu y đột nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo. Tiếp theo, một cỗ khí băng hàn mà mùa đông khắc nghiệt mới có thấm vào tận xương. Ôi! Lạc tiểu y đem thân mình co lại thành một đoàn. Đồng thời, mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa mở mắt, liền nhìn đến một bóng đen vô cùng lớn đứng cạnh giường mình. Trên bóng đen kia còn có một đôi mắt xanh lè lè, lớn như chuông đồng. Chống lại cặp mắt to cổ quái kia, A, à, Lạc Tiểu Y há mồm thét chói tai, có quỷ a. À. Thanh âm còn chưa có phun xong, một cái bàn tay thật lớn đè trên môi hắn. Tiếp theo, một thanh âm ồm ồm phẫn nộ quát, Lạc Tiểu Nhất, giờ dần đến rồi, ngươi còn muốn ngủ. Còn kêu quỷ lần nữa, lão tử sẽ đem ngươi chặt ra cho chó ăn. Thanh âm này làm sao quen thuộc như thế, đúng rồi, tựa hồ là thanh âm của tấm ván thịt. Chương 9 Phòng ba nho nhỏ ở tửu lâu. Khi mặt trời lại quang lâm thế giới này thì Lạc Tiểu Y dưới sự ép buộc của tấm ván thịt, cũng chính là đầu bếp chính, đã bận rộn mấy canh giờ rồi. Hôm nay cũng không biết làm sao nữa, buôn bán tốt như vậy. "Tiểu nhất, nhanh chút, nhanh chút." Tấm ván thịt, à không là đầu bếp chính vừa chu lên, vừa lau mồ hôi như mưa vật lộn với đống thịt sống. "Có ngay." Lạc Tiểu Y khoái hoạt lên tiếng nhanh nhẹn đem cá trưng nước, hồi oa nhục, trứng xào đặt ở trong hộp cơm, chạy chậm tiến vào trong tửu lâu. Hắn cười đến lông mày cong cong, ủy khuất phẫn nộ khi rời giường đã sớm tiêu đến lên chín tầng mây. Vẫn là tửu lâu tốt, muốn ăn gì đều có, cho dù ngủ ít một chút, bất quá ta tuổi còn trẻ, thân thể vẫn chịu được. Vừa nghĩ, hai mắt hắn như kẻ trộm đảo quanh bốn phía, bỗng nhiên tay nhoáng lên một cái, một khối hồi oa nhục trong chén liền biến mất trong miệng của hắn. Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Lạc tiểu y vẫn chưa đến gần, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng gõ bàn, bang bang, ở trong tiếng ầm ĩ, một cái tiếng vang rung trời truyền ra, đồ ăn ra muốn đâu rồi, tại sao đến lúc này còn chưa đem lên? Đồ, tiểu nhị chết tiệt chạy đi đâu rồi? Nếu không xuất hiện, ra nạo đầu của ngươi nấu cơm ăn tiếng quát này rơi vào trong tai lạc tiểu y hắn lập tức đánh một cái dùng mình nhịn không được đưa tay sờ sờ cổ của mình lạc tiểu y thống khổ thầm nghĩ đầu này tuy rằng không lớn chém làm đồ ăn trưa cũng quá to nếu không thì ta tới chỗ nào trốn trong chốc lát vừa nghĩ đến đây tiếng la sốt ruột của tiểu quang liền truyền vào trong tai tiểu nhất nhanh chút nhanh chút người bàn ba chờ muốn đập nát quán rồi sao ngươi còn lề mề Tiếng la của tiểu quang vừa ra, lạc tiểu y liền phát hiện hơn 10 ánh mắt từ bốn phía rõ ràng nhìn chăm chú bên này. Trên mặt cười xếp lớp, chạy chậm vào trong đại sảnh. Hắn mới xuất hiện, người vạm vỡ đứng bên cạnh bàn ba liền mày rậm dựng thẳng, bàn tay lớn như cái quạt hương bổ vỗ thật mạnh trên bàn, đằng đằng sát khí quát lạc tiểu y, giỏi cho tiểu nhị nhà ngươi, cư nhiên tới bây giờ mới mang đồ ăn lên, có phải muốn trêu gan đại gia nhà ngươi hay không? Tiếng quát của hắn giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang, chấn động đến màng tai lạc tiểu y ông ông u u. Chống lại cặp mắt ố vàng hung hăng kia, trên mặt lạc tiểu y lộ ra một cái tươi cười, không đợi đại hán kia nói lần nữa. Lời nói liên tiếp liền từ trong miệng của hắn bật ra, các lão gia vừa nhìn liền biết là người tôn quý, đã thấy quen, ăn quen sơn hào hải vị. Tiểu nhân nghĩ, làm sao có thể dùng đồ ăn bình thường đến hù các vị quý nhân? Vì thế cô ý nói với đầu bếp tửu lâu ta, đồ ăn của các lão gia A, nhất định phải làm thật kỹ, làm thật ngon, tốt nhất làm cho khách quý như lão gia sau khi hưởng qua dơ lên ngón tay cái khen ngợi mới được. Vừa nói, hắn vừa nhanh nhẹn đem đồ ăn trong hộp cơm đặt tới trên mặt bàn, bên này hắn bày biện, tiểu quang bên kia cũng bưng hộp đựng thức ăn tới. Sau khi hai tiểu nhị đem bảy loại đồ ăn dọn xong, Lạc tiểu y cười hì hì hướng về phía vài cái hán tử to lớn nói. Các lão gia nếm thử. Vài cái hán tử này người người đằng đằng sát khí, nói có bao nhiêu tôn quý thì một chút cũng nhìn không ra, bất quá cũng có kiến thức rộng rãi. Lập tức lừa giận của người vạm vỡ kia, liền bị lời nói liên tiếp lại thanh thúy lại cung kính của hắn an ủi siêu siêu. Bây giờ vừa nghe hắn nói, liền dùng chiếc đũa gắp lên một khối hồi oa nhục bỏ vào miệng sau khi nhai hắn liên tục gật đầu cất giọng ồm ồm khen đúng là không tệ tiểu tử ngươi cũng hiếu thuận đấy lạc tiểu y cười theo mong đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy người khen mình hiếu thuận lấy ra nửa đồng bạc đến khen thưởng không khỏi âm thầm khẽ hừ trong lòng nghĩ thực tính không ra lãng phí một đống lớn nước miếng của ta cái gì cũng không có còn hiếu thuận nỗi gì nha nha phi tiểu tử ngươi nghĩ ngươi là ai hả Mấy người đại hán bản ba lúc này đều chỉ cố ăn lấy ăn để liên tục. Lạc tiểu y chỉ có thể thối lui đến một bên. Hắn vừa dọn canh cạn cơm thừa, ánh mắt vừa quay tròn nhìn quanh mọi nơi. Địa phương hắn trọng điểm chú ý, đều là một ít chủ nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn cũng hào phóng. Nếu muốn kiếm chút béo bở, chỉ có thể ở trước mặt những người này hạ nhiều công phu. Kế tiếp, những người này chỉ cần nhấp miệng một chút, lập tức một bình trà tự rót vào trong chén. Hắn nhanh mắt nhanh tay như vậy, chỉ chốc lát công phu, liền chiếm được không ít khen ngợi của khách nhân. Hắn bên này bận rộn muốn chết, bên kia một cái ca nữ dưới sự dẫn dắt của một lão nhân gầy, di nha nha ngâm nga không ngừng. Hai ông cháu này là người hát dạo, hẳn là khách quen của từ lâu này. Quay đầu nhìn thoáng qua ca nữ kia, tiểu cô nương ước chừng 12-13 tuổi, ốm yếu gầy teo, sắc mặt có điểm khô vàng, ngũ quan nhìn qua vẫn thanh tú, cũng miễn cưỡng có thể cho là có một phần tư sắc. Đang náo nhiệt, ba, một tiếng, một người vỗ một cái thật mạnh lên mặt bàn, tiếp theo, một tiếng quát tháo giống như xét đánh chấn động màng nhĩ của mọi người, con quỷ nhỏ đang ca hát kia, tới đây một chút, cho đại gia ngươi vui vẻ à. Người kiêu ngạo miệng phun lời bậy bậy như thế, đúng là người vạm vỡ trên bàn ba, vừa rồi thiếu chút nữa gây náo loạn. Tráng hán này chừng một đôi mắt trông đồng, lộ ra miệng đầy răng vàng, mê đắm nhìn tiểu cô nương hiến khúc kia. Đại hán kia mới mở miệng, tiếng ca hát của tiểu cô nương chính là ngừng một chút, thật vất vả hát lại một đoạn, bây giờ nhìn đến biểu tình này của hắn lại là ngừng một chút. Tiếp theo mặt tái đi, rụt thân mình lại trốn phía sau lão hán. Lạc tiểu y nhìn nhìn lão hán kia, thấy hắn lưng còng, sắc mặt xanh sao vàng vọt hai mắt vô thần cánh tay đôi chân nhỏ kia phòng chừng cộng lại cũng bất quá là sáu bảy mươi cân cân gần bằng nửa ký so với người vạm vỡ rõ ràng như trâu nước bên cạnh một con chó bệnh lão hán kia hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ cả người run rẩy run rẩy nói lão ra ông muốn nghe khúc gì khuê nữ ta hát hát là được đại hán kia chừng mắt chuông đồng tiếng sấm lại vang lên khúc cái gì ra là nhìn chúng khuê nữ của ngươi. Còn không qua đây làm cho ra vui vẻ a à? Nhìn đến ông cháu kia hai người đều co lại thành một đoàn, một bộ dạng khóc không ra nước mắt. Lạc tiểu y không khỏi nhìn quanh mọi nơi, hắn phòng trừng, chuyện này ở trong tử lâu hẳn là thường xuyên phát sinh, làm sao cũng có thể có một phương pháp xử lý đi. Nào biết đâu rằng, hai mắt chuyển qua chuyển lại, lại không thấy gì. Mà lúc này đa người vạm vỡ kia hiển nhiên đã không nhịn được, đứng dậy, lôi kéo cái ghế, liền chuẩn bị hướng hai người ông cháu kia đi đến. Nhắm mắt lại, Lạc Tiểu Y thầm suy nghĩ, tiểu tử này vừa rồi dùng hai chữ hiếu thuận với ta, dù sao cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Người như thế, chỉ dám động thủ với kẻ yếu, thật là đã đánh mất mặt mũi của lũ tiểu nhân chúng ta. Hắn tiền tư hậu tưởng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tìm ra một lý do để tương trợ Lạc tiểu y lặng yên không một tiếng động tiêu sái đến bên cạnh bàn ba. Người vạm vỡ kia giờ phút này đứng ở cái bàn giữa, đối diện hai ông cháu truy bắt, còn không qua đây. Chẳng lẽ muốn đại gia ngươi tự mình đến ôm? Chương 10, kế mượn đao giết người. Lúc này, lạc tiểu y đã vô thanh vô tức tiêu sái đi đến phía sau người vạm vỡ. Hắn vốn là tiểu nhị, luôn luôn ở trong tiệm ăn đi qua đi lại, hiện tại đi vào bên cạnh bàn ba, cũng không có người để ý. Nghe được uy hiếp của người vạm vỡ kia, hai ông cháu sau khi nhìn nhau, rốt cục nao núng chậm rãi đi tới bàn ba. Nhìn thấy hai người khuất phục, người vạm vỡ kia không khỏi rất là đắc ý. Hắn đắc ý hư một tiếng, ngồi xuống nhếch chân lên bắt chéo. Lúc này, lạc tiểu y đứng phía sau người vạm vỡ một chốc đã muốn rời khỏi bàn ba, tùy tiện đi qua đại sảnh đông người hắn mới từ phía đông chuyển tới bàn thứ tư phía tây, đang cầm lấy ấm trà thêm trà cho khách nhân bàn bốn, bỗng nhiên, chỗ góc phía đông, một trung niên mặt trắng uy nghiêm bỗng nhiên sờ mó trong lòng, tiếp theo sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nói một câu với hai thanh niên bên người. Advertisement Hắn vừa nói những lời này ra, hai người thanh niên kia sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ sau khi nhìn thoáng nhau qua, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt như điện nhìn quét mọi nơi trong tửu lâu. Đúng lúc này, hai ông cháu kia trì hoãn kéo dài, lề mề cũng đến cách người vạm vỡ không xa. Nhìn thấy cô gái kia đứng ở bên cạnh cất tiếng lít nha lít nhít run run hát, làm sao cũng không đi đến bên người mình. Người vạm vỡ tức điên lên, sau khi hắn vỗ trên bàn một cái, khiến rượu và thức ăn trên mặt bàn nghiêng ngả một chút, hắn vụt một tiếng đứng dậy, chỉ vào ca nữ kia quát, con quỷ nhỏ, dám không nề mặt đại gia. Người vạm vỡ bỗng nhiên đứng lên, động tác kịch liệt. Theo động tác này của hắn, trong tay áo hắn bỗng nhiên chợt lóe ra ánh sáng. Chợt lóe này cũng không rõ ràng, nhưng rơi vào mắt hai thanh niên góc phía đông đang hết sức chăm chú tìm kiếm. Lập tức, sắc mặt hai người đồng thời buông lỏng, sau đó thân mình vút lên, giống như hai đạo xương khói bay ra. Người vạm vỡ kia đang trừng mắt to như chuông đồng, cực kỳ kiêu ngạo hướng về phía tiểu ca sĩ nữ kia phát uy. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy trên người lạnh lẽo, còn chưa kịp quay đầu, một thanh trường kiếm hàn quang dày đặc đã đặt trên cổ của hắn, đồng thời, trước ngực căng thẳng, lại có một bàn tay như tia chớp từ bên ngoài vươn vào trong ngực của hắn. Biến hóa này thập phần đột ngột, đang lúc mọi người nhìn lại, người vạm vỡ kia còn chưa kịp phản ứng, bên người bỗng nhiên hiện ra hai người thanh niên người thanh niên sờ tay vào ngực kia sau khi từ trên người đại hán vạm vỡ lấy ra một cái hộp bạc, nhanh chóng mở ra nhìn thoáng qua, liền hướng người trung niên bàn phía đông kia gật gật đầu. Lúc này, người vạm vỡ kia cũng kịp phản ứng, người này cũng là người kiêu ngạo thành thói quen, làm sao chịu được người khác khi dễ như thế. Lập tức hắn trừng mắt chuông đồng, tức giận quát, đồ, hai thằng nhóc các ngươi. Vừa mắng đến đây, trên cổ hắn tê dần, tiếp theo, một dòng máu tươi từ trong kiếm phong lạnh lẽo thấm xuống, đảo mắt liền thấm ướt vạt áo trước ngực người vạm vỡ. Người vạm vỡ sắc mặt trắng bệch, hắn tự hồ cho tới bây giờ, mới hiểu được người khác đang nắm giữ tánh mạng của mình trong tay. Nhìn thấy hắn sợ tới mức răng nanh đánh nhau, sắc mặt trắng bệch, lạc tiểu y vẫn cong cong hai mắt lộ ra một tia khinh thường. Người này chỉ được vóc dáng cao to, bề ngoài giống cẩu hùng, lại có gan của chuột nhất. Vài cái hán tử ngồi cùng bàn người vạm vỡ kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn không có mở miệng. Từ lúc hai người thanh niên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của bọn họ liền chuyển màu xám trắng. Cao thủ, hai người này là tuyệt đỉnh cao thủ. Lại không biết tứ đệ làm sao mà đắc tội bọn họ. Môi giật giật, một cái hán tử ngồi ở thứ hai có vẻ nhã nhặn đứng dậy, hướng về phía hai thanh niên vái chào thật sâu, khách khí nói, hai vị đại gia, xá đệ là một người thô kịch, luôn luôn hành động lỗ mãng. Thỉnh hai vị đại nhân đại lượng, cũng đừng so đo. Xá đệ, em trai bỏ đi là một cách xưng hô khiêm tốn nên ta giữ nguyên. Hán tử mặt đỏ ngồi ở vị trí thứ nhất kia cũng chen miệng nói, không biết xá đệ mạo phạm hai vị đại nhân chỗ nào. Thanh niên cầm hộp bạc chậm chậm đem hộp bỏ vào trong ngực của mình, sau đó chậm chậm từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài lướt qua trước mặt bốn người một cái lệnh bài kia là do vàng đúc thành mặt trên đơn giản viết hai chữ nội vệ lệnh bài kia vừa xuất hiện sắc mặt bốn hán tử đồng thời trắng bạch nội vệ cấm vệ bí mật nhất của đương kim nữ hoàng sát thủ ngầm đáng sợ nhất ngay khi bọn họ cả người run run thì thanh niên cầm kiếm lạnh như băng nói các ngươi thật to gan thậm chí ngay cả đồ đạc của chúng ta cũng dám trộm các ngươi muốn thành thành thật thật cùng ta đến phủ nha nói rõ ràng, hay là chống lại lệnh bắt? Nói đến chống lại lệnh bắt, thì trong thanh âm hắn hàn khí dày đặc, kiếm trong tay chậm rãi từ trên gáy người vạm vỡ rời đi, theo cổ tay của hắn nhẹ rung, mũi kiếm dính máu tươi rung động một trận hoa lệ. Kiếm kia rung động, giống như như rắn trườn, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần bốn người hơi có động tác, nháy mắt sẽ đầu rơi xuống đất bốn đại hán nhìn nhau, sắc mặt xám như cho tàn, bọn họ từ lúc hai thanh niên kia ra tay, liền biết chính mình bốn người cộng lại, cũng không phải đối thủ một người trong đó. Hiện tại hai thanh niên ở ngay tê bên cạnh, tùy thời tùy chỗ, là có thể dễ dàng lấy tánh mạng bốn người, hơn nữa không để bọn họ có nửa phần dễ dùa. Người vạm vỡ gây chuyện kia, cho tới bây giờ mới hiểu được, hai cái sát tinh trước mắt kia là vì cái hộp bạc mạc danh kỳ diệu, không biết tại sao, xuất hiện kia mà đế. Hắn run rẩy môi, khàn khàn kêu lên, không, không, ta không có trộm. Ta cũng không biết, ta không biết. Có trộm hay không, đến phủ nhà là có thể nhất thanh nhị sở, rõ ràng, rồi. Bốn vị, xin mời. Mũi kiếm run lên, thanh âm của thanh niên lạnh như băng truyền đến. Bốn đại hán sau khi lại nhìn nhau, cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài nhìn đến những người này biến mất ở cửa tiểu lâu, lạc tiểu y vẫn dương cái miệng nhỏ nhắn xem cuộc vui, mới từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mặt tái đi, dọa người. Thật không ngờ lão tiểu tử kia có thân phận lớn như vậy. Hắn vừa nghĩ tới mình cư nhiên trước mặt một cao thủ, vươn tay lấy ra hộp bạc trong lòng người trung niên kia, mồ hôi lạnh liền ứa ra. Lá gan ta thật sự là càng lúc càng lớn rồi, người như vậy cũng dám xuống tay bất quá mồ hôi lạnh này mới chảy hai giọt trong tim của hắn lại là một trận đắc ý cao thủ như thế ta cũng là muốn trộm liền trộm muốn phóng tới trên người ai thì phóng tay nghề này của ta thật sự là càng ngày càng tinh xảo nghĩ đến đây hắn than ra một hơi thật dài ai đáng tiếc ta từ nhỏ đã thề không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng kỹ thuật trộm ai đáng tiếc đáng tiếc các con cháu đạo tặc trong thiên hạ a các ngươi có biết không tổ tông của các ngươi ở trong này là một cái tiểu nhị đáng thương đây này. Vừa tự biên tự diễn, vừa lại nhịn không được đánh vài cái dùng mình, lạc tiểu y sau một hồi tim đập, nghĩ đến mình là một việc tốt thật to, không khỏi lại có chút say men cảm khái. Ta thật sự là thông minh a, à? mượn đao giết người, anh hùng cứu mỹ nhân, trong 36 kế này dùng đến hai kế. Chỉ là trong 36 kế kia, tựa hồ không có kế anh hùng cứu mỹ nhân này. Chương 11, Sắc Đang lúc Lạc Tiểu Y cảm thấy mình cực kỳ vĩ đại cao thượng thì một tiếng quát lạnh truyền đến. Lạc Tiểu Nhất, người còn thất thần làm gì? Còn không đi làm việc, có phải không định ăn cơm hay không? Người kêu lên này, cũng là đầu bếp tấm ván thịt. Bất đắc dĩ cúi đầu, Lạc Tiểu Y vội vàng chạy đến trước mặt Tiểu Quang, cùng hắn thu thập bát đũa trên mặt bàn. Mà hai ông cháu kia, sau khi may mắn đào thoát từ hang sói, lúc nhìn nhau vui mừng đều lộ rõ trên nét mặt. Chỉ chốc lát, tiếng hát, di nha lại vang lên. Khi lạc tiểu y thu thập cái bàn thì đại tú tài trông nom sổ sách trước quầy dương mắt nhìn hắn, ôn hòa nói, tiểu nhất, công tử muốn ngươi đem đồ ăn đưa đến phòng của hắn. Vâng, lạc tiểu y đáp lời, đi đến phòng bếp bưng đồ ăn đầu bếp đã sớm chuẩn bị tốt lên, đi nhanh đến xương phòng lầu 2. Vừa đi, hai mắt hắn vừa gắt gao nhìn chầm chầm hộp đồ ăn trong tay, trong mắt chuyển vòng vo, làm hòa người này đáng giận như thế, muốn bỏ thuốc sổ gì đó vào trong hay không ta? Ý nghĩ này thật sự có điểm mê người, trong lúc nhất thời, trong đầu lạc tiểu y, giống như thấy được làm đại công tử phong độ, luôn tự cho mình siêu phàm mặt tái nhợt, trong bụng ủng ục không thôi, ôm bụng không ngừng chạy nước rút đến nhà vệ sinh. Nuốt một ngụm nước bọt. Lạc tiểu y đem cái ý tưởng này nuốt xuống. Người này chỉ định mình đưa cơm tới, lấy sự gian trá của hắn, nói không chừng sớm có phòng bị. Người thông minh làm việc, sao có thể bày ra nhược điểm cho người ta xem? Nếu phải làm, trước tiên cũng phải tìm được một kẻ chết thay rồi nói sau. Đi vào trước xương phòng, lạc tiểu y một tay sửa sang lại quần áo, hắn giọng một cái, tận lực trong trẻo mà hiền hòa nói, công tử, tiểu nhân đưa cơm đến đây một hồi lâu bên trong cũng không có thanh âm truyền tới lạc tiểu y lại hắng giọng một cái thanh âm đề cao ba độ công tử tiểu nhân đưa cơm đến đây ừ thanh âm này thanh âm này tại sao mềm mại nỉ non như thế êm tai như suối chảy làm cho tim gan nhỏ của hắn a à bùm bùm nhảy loạn lạc tiểu y nuốt một ngụm nước bọt gắt gao nhắm mắt lại trong lòng thì thầm đây là mỹ nam kế Đồ, tiểu tử này rên một tiếng ta liền tim đập rộn lên, điều này thật sự là quá mất mặt. Sự tình liên quan đến mặt mũi đại sự, Lạc tiểu y hai mắt trợn lên, ánh mắt vốn có điểm lóe sao nháy mắt kiên định ba phần. Mang tới đi. Bên trong lại truyền ra thanh âm, thanh âm lần này trong sáng một chút, tuy rằng vẫn là tao nhã êm tai vô cùng, Lạc tiểu y võ trang tốt đã có sức chống cự. Tay trái chậm rãi đẩy cửa ra, theo một tiếng chi nha cửa lớn mở ra. Lạc tiểu y vừa dương mắt nhìn, liền nhìn đến Lam Hoa nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một cuốn sách, đang chăm chú xem. Chính là, ánh mắt lạc tiểu y đào qua, phát hiện ít hầu lại phát khô. Tiểu tử này cư nhiên đang mặc áo lót màu trắng, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực màu nâu, tóc dài đen nhánh tùy tùy tiện tiện như vậy rối tung trên bờ vai, lại mang theo ba phần xuân sắc, hai phần mê hoặc lại nuốt một ngụm nước bọt, lạc tiểu y oán hận thầm nghĩ, ta quả nhiên có điểm háo nam sắc. Háo nam sắc không phải chuyện xấu, nhưng đối cửu gia động tâm tư, đó là chuyện thật ngu xuẩn. Đi nhanh đến hướng Lam Hòa, đi thẳng đến trước mặt hắn, cũng không nhìn thấy tiểu tử này ngẩng đầu. Lạc tiểu y đem hộp đựng thức ăn để xuống trên mặt bàn thật mạnh. Thanh âm này hiển nhiên rốt cục kinh động hắn, Lam Hòa chậm rãi thu hồi sách vở trong tay, dương mắt nhìn về phía lạc tiểu y, hai mắt hắn trong trẻo giống như một màn nước biếc, sau khi ở trên người trên mặt lạc tiểu y vòng vo một vòng tròn, lại chuyển hướng hộp đựng thức ăn trên mặt bàn. Chậm rãi, khóe miệng lướt một cái tươi cười thản nhiên, hai mắt lam hòa lại chuyển hướng lạc tiểu y, sau khi lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, hắn chậm rãi mở miệng, tiểu nhất, người năm nay cũng 14 tuổi chứ. Lạc Tiểu Y ngạc nhiên dương mắt nhìn về phía hắn, sững sờ gật đầu nói: "Đúng vậy a, à, đúng là 14 tuổi." Khẽ gật đầu, Lam Hòa khẽ cười nói: "14 tuổi. Của thật là không nhỏ rồi, chẳng lẽ có người hướng ta hỏi ngươi?" "Có người hỏi ta?" Hai mắt Lạc Tiểu Y mở thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng nhìn hắn, hai mắt sáng trong suốt nói: "Hỏi ta, vì sao hỏi ta?" Con người hắn đảo một vòng, thảm, chẳng lẽ là hôm nay ta mượn gió bẻ măng bị người ta nhìn thấu? Lam Hòa nâng lông mi thật dài lên, sau khi liếc hắn mắt một cái, lười biếng nói, cũng không có gì. Nói ba chữ kia xong, hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt mong chờ của Lạc Tiểu Y, thẳng đem hộp đựng thức ăn mở ra, động tác tao nhã dùng cơm. Lạc Tiểu Y chăm chú nhìn hắn chằm chằm, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, hắn mới hiểu rõ, Tiểu tử Lam Hòa này kích khởi hứng thú của hắn, cũng không định giải đáp cho hắn. Hít một hơi thật sâu, sau khi đem cảm xúc thiếu chút nữa phát khùng ổn định lại, lạc tiểu y nén giận nói, công tử còn gì phân phó. Sau khi Lam Hòa ăn qua một ngụm cơm, lại nuốt một miệng nước trà, mới lại dương mắt nhìn về phía lạc tiểu y, chỉ thấy hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá lạc tiểu y một phen xong, bỗng nhiên nói, tửu lâu này hỗn tạp có không ít người có khẩu vị đặc thù tiểu tử ngươi đừng gặp người liền cười bầy hàm răng trắng ra thế a à, lạc tiểu y sững sờ một trận hai mắt ngốc vù vù nhìn lam hòa tay lam hòa thon dài trắng nõn xoa chén trà bạch ngọc chậm rãi nói thành lạc dương cũng không thể so với địa phương khác nơi này dân tình cởi mở lại là dưới chân thiên tử tiểu tử ngươi sau này lưu tâm điểm là được thấy lạc tiểu y vẫn sững sờ ngơ ngác nhìn mình, một bộ dạng không rõ, hắn không kiên nhẫn nhíu mày, thấp giọng quát, bản công tử bảo ngươi khiêm tốn một chút, đừng nghĩ đến chuyện trêu chọc người không thể trêu chọc, làm cho người ta bắt làm luyến đồng, ngươi nghe có hiểu chưa? Miu, ai cô hiểu luyến đồng là gì thỉnh mở Google đại gia ra gõ lolicon. Hắn mới nói đến chỗ này, lạc tiểu y liền buột miệng cười, nụ cười này của hắn thực sự làm cho Lam hòa ngẩn ngơ chỉ thấy lạc tiểu y cười đến mặt mày cong cong sóng mắt lưu chuyển như quang hoa tràn ngập các loại màu sắc lam hòa trong lòng nhảy dựng thầm nghĩ tiểu tử này thật có vài phần ý vị phong lưu người khác theo không kịp đang miên man suy nghĩ chợt nghe lạc tiểu y khoái hoạt nói công tử ngươi nói ngược rồi những người đó có muốn cũng là bắt công tử đi làm cái luyến đồng kia trước chứ thấy mặt lam hòa trầm xuống hai mắt nguy hiểm âm trầm lạc tiểu y xê dịch cước bộ vội vàng lui về sau vài bước đến khi kề lên cửa hắn mới cấp bách khẩn trương nói công tử tiểu nhân là có ý tốt nhắc nhở người người lớn lên nghiêng nước nghiêng thành như công tử vậy thực dễ dàng trêu chọc hái hoa tặc nói tới đây hắn cắn môi dưới nín cười vèo một tiếng nhảy ra ngoài cửa thò đầu ra thêm một câu công tử tiểu nhân là ý tốt khuyên bảo công tử trăm ngàn lần phải cẩn thận dè chừng đừng để người bên ngoài cưỡng chiếm thân thể mình à ha ha mời bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trên kênh holic audio